Anh học sinh chào các bạn. Hôm nay mời các bạn đi xem bà tàu. Đi xem bà tàu. Đi xem là phụ nữ. Là đứa em mình. Nào đi xem. Nào đi xem bà tàu. Đi. Đây con đang chạy đây thôi, con chạy đây thôi. Được rồi, dừng ở đây. Chỉ đoàn tàu bảo là đây là đoàn tàu. Đây là vò tàu. Đúng rồi. Đây là tàu hàng hay là tàu khách hả con? Vò tàu chở hàng. Tại sao là lần đầu chở hàng? Vì sao là lần đầu chở hàng? Vì sao? Sao con biết đây là đoàn tàu chở hàng? Có win gì? Có window đâu. À đúng rồi, nó không có window. Dạ, yeah, rồi. Chị ơi quay đây xong mình sang đoàn tàu đi. Đi sang đây mẹ bế nào. Chỉ đi chậm thôi, để bố đi trước. Đi chậm mới lùi lại không? Chị lên đàn tàu không con? Đừng có đợi bố, xong bố sẽ lên với con. Hello, water.
Là chị hello đàn tàu nhỉ? Hello xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn đi xem đoàn tàu với em mình. Nào, yes sir. Thế bây giờ các con đang ở đâu đấy? Đây là đoàn tàu. Đúng rồi, các con lên đoàn tàu đấy nhỉ? Còn mấy đoàn tàu? Một đoàn tàu, hai đoàn tàu, ba đoàn tàu. Bốn đoàn tàu. Bốn đoàn tàu. Nhiều đoàn tàu. Đoàn tàu. Rồi mình đi quanh đây xem có cái gì nào các. Đi vào đây. Ở đây. Đây là đoàn toa tàu các bạn ạ. Toa tàu. Đúng rồi, toa tàu đấy. Không bẩn đâu. Nào, bây giờ con bye bye toa tàu nào. Chị bye bye toa tàu. Và chị nhìn điện thoại bố, con bye bye toa tàu. Bye bye toa tàu. Rồi mình đi xuống đây. Đi xuống đây. Nào. Mẹ bế em chứ. Mẹ. Mẹ chị ra đây đi ra đây. Đi ra. Hơi dạ dạ. Chỗ này chỗ này hình như là nó từ ngày xưa nó đứng kia ấy, thôi là nó đẩy được này ấy nhỉ. Chỗ này bẩn. Thôi đi sao lần đấy khó lắm. Chơi cái này được rồi. Coi coi khéo va vào cột. Hết đường rồi. Hết đường rồi. Mình quay lại thôi. Đó, con đi theo anh Chí đi Đức.
Đi, anh em mình đi về đằng kia ra chỗ mẹ. Mẹ đâu rồi? Đấy, mẹ kia kìa, mẹ đằng xa kìa. Đi. Đâu?